Thi Thiên 55. Lạy Đức Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Đừng ẩn mặt trước lời nài khẩn của con. Xin lắng nghe và đáp lời con. Con bối rối, thở than và quẫn trí vì tiếng la hét của kẻ thù và sự áp bức của kẻ ác, vì chúng đem tai họa đến cho con và bắt bớ con cách giận dữ. Lòng con đau đớn vô cùng, sự kinh khiếp về cái chết đã bắt lấy con. Nỗi sợ hãi và run rẩy đã giáng trên con, sự hoảng hốt đã phủ lấy con. Con nói, ôi ước gì con có đôi cánh như bồ câu, chắc con sẽ bay đi để được ở yên lặng. Phải, con sẽ trốn đi xa và ở trong hoang mạc. Con sẽ vội vàng tìm nơi trú ẩn, tránh xa cơn bão tố phong ba. Lạy Chúa, xin nuốt chúng đi, làm lộn xộn tiếng nói của chúng, vì con thấy bạo lực và tranh chấp trong thành. Ngày và đêm chúng đi rảo quanh trên vách thành, tội ác và bạo loạn ở trong thành phố. Sự hủy diệt cũng đang ở giữa thành, áp bức và lường gạt hoành hành khắp đường phố. Nếu là kẻ thù sỉ nhục con có thể chịu được. Nếu là kẻ ghét con, kiêu căng chống đối con cũng có thể tránh mặt hắn. Nhưng kẻ ấy lại chính là kẻ ngang hàng với con, bạn đồng nghiệp con, bạn thân của con, là người từng trò chuyện thân mật với con, và chúng con đã cùng đi với đoàn người đến nhà Đức Chúa Trời. Mong sự chết thình lình đến với chúng, mong cho chúng còn sống mà phải xa xuống âm phủ, vì điều ác ở trong nhà chúng và trong lòng chúng. Nhưng con kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ cứu con. Buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa, con sẽ than thở, rên xiết, chắc Ngài sẽ nghe tiếng con. Ngài cứu mạng sống con cách an toàn trong chiến trận. Mặc dù những kẻ tấn công con rất đông, Đức Chúa Trời là đấng cai trị từ nghìn xưa sẽ nghe và báo trả chúng. Vì chúng không chịu thay đổi đường lối mình, cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời. Kẻ ác giang tay chống lại những người sống hòa bình với nó, vi phạm lời mình đã cất ước. Miệng nó trơn láng như mỡ, nhưng trong lòng toan tính chiến tranh. Lời nó nói dịu hơn dầu, nhưng là gươm đao tốt sẵn. Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ con. Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động. Lạy Đức Chúa Trời, kẻ khát máu và người giả dối sẽ không sống được nửa số Ngài định cho mình. Chúa sẽ sâu chúng xuống hầm hủy diệt, nhưng con cứ tin cậy nơi Ngài. Mác đoạn 5. Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Gê-ra-xê. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến, sắp mình trước mặt Ngài và kêu lên: Lạy Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời, tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán, hỡi uế linh hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi: Ngươi tên gì? Uế linh đáp: Tên tôi là quân đoàn, vì chúng tôi đông lắm. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van này: Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê. Dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. Khi đến chỗ Đức Chúa Giê-xu, họ thấy người đã từng bị quỷ quân đoàn ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe
chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: "Hãy về nhà, đến với những người thân và thực lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào." Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền, vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bây giờ một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Giêsu, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, nài xin rằng: "Con gái nhỏ của tôi sắp chết, xin Thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống." Đức Chúa Giêsu đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một phụ nữ bị đông huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giêsu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giêsu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: "Ai đã chạm vào áo ta?" Các môn đồ thưa: "Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giêsu phán: "Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an và được lành bệnh." Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông: "Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?" Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Giêsu bảo viên quản lý nhà hội: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than inh ỏi. Ngài bước vào nhà và nói với họ: "Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán: "Talitha cum", nghĩa là: "Này bé gái, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy." Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên 12 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này và bảo họ cho đứa trẻ ăn. Ê-sai đoạn 63. Đấng từ thành Bót-ra của Ê-đơm đến, mặc áo đỏ thẫm, trang phục lộng lẫy, bước đi oai vệ với sức mạnh vĩ đại. Đấng ấy là ai? Ấy chính là ta, đấng phán lời công chính, đấng có quyền năng cứu rỗi. Vì sao y phục của Chúa đỏ thẫm, trang phục Ngài như trang phục của người đạp bồn nho? Chỉ một mình ta đạp nơi bồn ép nho, trong các dân chẳng ai ở với ta. Ta đã đạp lên chúng trong cơn tức giận, giẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của ta. Máu của chúng như nước nho văng tung tóe lên áo ta. Toàn bộ y phục ta đều vấy máu cả. Vì lòng ta đã định ngày báo thù và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta nhìn xem không ai giúp đỡ, ta ngạc nhiên chẳng ai hỗ trợ. Nên chính cánh tay ta cứu giúp ta, cơn thịnh nộ ta hỗ trợ ta. Trong cơn tức giận, ta đã dày đạp các dân, ta khiến chúng say vì cơn thịnh nộ của ta và làm cho máu chúng đổ ra trên đất. Ta xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta và những ơn phước lớn lao Ngài đã ban cho nhà Israel. Theo lòng thương xót và sự nhân từ vô biên của Ngài, vì Ngài đã phán: "Thật, họ là dân ta, tức là con cái sẽ chẳng lừa dối."
và Ngài làm đấng cứu rỗi họ. Mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu và lòng thương xót, chính Ngài đã cứu chuộc họ. Ngài đã bồng ẵm và mang lấy họ suốt các ngày thuở xưa. Nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn thánh linh của Ngài. Vì thế, Ngài trở thành kẻ thù của họ. Chính Ngài chiến đấu chống lại họ. Bây giờ, dân Ngài nhớ lại Môi-se ngày xưa và hỏi: Đấng đã đem người chăn và bầy chiên lên khỏi biển ở đâu? Đấng đã đặt thánh linh của Ngài giữa dân Ngài ở đâu? Đấng khiến cánh tay vinh quang Ngài đi bên phải Môi-se là Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ để rạng danh đời đời, là Đấng đã dìu dắt dân Ngài vượt trên sóng đào như ngựa phi trong hoang mạc mà không vấp ngã. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân Ngài nghỉ ngơi như bầy súc vật xuống thung lũng tìm nơi nghỉ. Ngài dẫn dắt dân Ngài như thế để danh Ngài được vinh quang. Từ trên trời, xin Chúa nhìn xuống. Từ chỗ ở thánh và vinh quang của Ngài, xin Chúa xem. Lòng sốt sắng và công việc quyền năng của Ngài ở đâu? Sự xúc động và lòng thương xót của Ngài bị ngăn lại rồi ư? Thật, Ngài là cha chúng con. Dù Abraham không biết chúng con và Israel chẳng thừa nhận chúng con, lại Đức Giê-hô-va, Ngài vẫn là cha chúng con. Danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng con từ trước vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va, sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài? Sao để lòng chúng con cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Vì các đệ tớ Ngài và các bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, xin Chúa trở lại. Dân thánh của Ngài mới sở hữu xứ này chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng con đã dày đạp nơi thánh của Ngài. Đã từ lâu, chúng con như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn được gọi bằng danh Ngài nữa. Ê-sai đoạn 64. Ôi, ước gì Chúa xé các tầng trời và ngự xuống, làm rung động núi non trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa đun sôi nước, để kẻ thù biết đến danh Ngài và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài, khi Ngài đã làm những việc đáng sợ mà chúng con không trông mong. Thì Ngài ngự xuống và núi non đều rung động trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa từng nghe nói đến, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy. Ngoài Ngài, có Đức Chúa Trời nào khác đã hành động như thế cho người trong đợi Ngài? Ngài đã đón rước người vui lòng làm điều công chính, người đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Kìa, Ngài đã nổi giận vì chúng con phạm tội. Ở lâu trong tội như thế mà còn được cứu sao? Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu. Tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá, và tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Không có ai kêu cầu danh Ngài hay cố gắng nắm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con để chúng con bị tiêu tan trong tội ác mình. Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là cha chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm, tất cả chúng con là công việc của tay Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng quá giận, đừng nhớ mãi tội ác chúng con. Này, chúng con xin Ngài đối xem, tất cả chúng con đều là dân Ngài. Các thành thánh của Ngài đã trở nên hoang mạc, Sion cũng đã trở nên hoang mạc, Jerusalem thành chốn điêu tàn. Đền thánh đẹp đẽ của chúng con là nơi tổ phụ chúng con ca ngợi Ngài thì đã bị thiêu hủy, tất cả những nơi chúng con quý nhất đều đã bị tàn phá. Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn cầm lòng được sao? Lẽ nào Ngài cứ im lặng để chúng con đau khổ tột cùng sao?